Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên ghi nhận ca mắc chứng bệnh hiếm gặp gây sảy thai nhiều lần tại Việt Nam. Con Tum, con người và đất đai héo mòn vì hơn 10 năm đợi chờ công trình thủy lợi. Đồng Nai triệt phá chuyên án ma túy thu 600 gram ma túy tổng hợp. Đà Lạt, người dân còn thiếu ý thức chấp hành biển báo. Mở đầu chương trình là một thông tin về y tế. Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp một bệnh nhân nữ mắc chứng thiếu yếu tố đông máu hiếm gặp, chiếm tỷ lệ 1/1 triệu, gây sảy thai nhiều lần. Bệnh nhân là chị HTL, 30 tuổi, quê ở Cần Thơ, từng có thai 24 tuần tuổi và bị hư thai. Năm 2016, chị có thai lại, nhưng khi thai nhi được 25,5 tuần, các bác sĩ tại Bệnh viện Hùng Vương nhận thấy có rối loạn bất thường về đông máu. Bệnh nhân sau đó được bổ lấy thai. Em bé cân nặng 800 gram, nhưng tử vong sau đó 10 ngày. Bệnh nhân lập tức được chuyển sang khoa huyết học của Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rối loạn đông máu do thiếu yếu tố 12, còn gọi là bệnh Hagerman. Đây là các bệnh hiếm gặp trên thế giới với tỷ lệ 1/1 triệu người mắc phải. Tại Việt Nam, đây là trường hợp đầu tiên được ghi nhận và điều trị. Cái bệnh này mặc dù là nó là rối loạn đông máu, nó không có gây chảy máu mà nó nguy cơ tạo cái cục huyết khối. Đó, thì cái huyết khối nó tạo, nó hình thành ở đâu thì nó ngay gây suy giảm chức năng của cái cơ quan đó, nó gây tổn thương cái cơ quan đích. Bệnh lý này có thể gặp ở bất kỳ ai, đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ có thai. Do đó, các bà mẹ khi mang thai cần thường xuyên thực hiện tầm soát sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời. 3 ngày gần đây, tại hồ điều tiết Thanh Lộc Đán ở phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, xuất hiện tình trạng cá chết nổi lên bền hàng loạt trên mặt hồ, bốc mùi hôi khó chịu khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Theo những người dân sống quanh khu vực cho biết, cá chết bất thường đa số là cá rô phi và đã xuất hiện trong 3 ngày qua. Tuy có nhân viên môi trường tới nhất, nhưng xác cá vẫn nổi rất nhiều. Gọi là hồ điều tiết, nhưng nước từ 3 đến 4 kênh khác liên tục đổ về đây, chất thải cứ ùn ứ khiến nguồn nước bị ô nhiễm. Cũng theo người dân cho rằng, hồ này đã bị ô nhiễm từ lâu. Với lại mấy ngày gần đây mực nước trong hồ thấp khiến không khí giảm đột ngột dẫn đến cá chết. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê đã chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường xuống kiểm tra, vớt toàn bộ số cá chết nổi lên trên mặt hồ đi tiêu hủy để đảm bảo vệ sinh môi trường và tiến hành lấy mẫu nước phân tích tìm nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt. Đập thủy lợi Đắc Rơn Ga được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt xây dựng vào năm 2008 với tổng mức đầu tư là 128 tỷ đồng từ vốn ngân sách nhà nước. Theo thiết kế, đập có dung tích phục vụ tưới nước cho 829 hectare cây công nghiệp thuộc hai xã Tân Cảnh và Ngọc Tụ, huyện Đắc Tô. Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, công trình thủy lợi này vẫn chưa đưa vào sử dụng, gây ảnh hưởng lớn đến việc canh tác nông nghiệp của người dân nơi đây. Năm 2014, đập chứa Đắc Rơn Ga hoàn thành và tích nước, nhưng đồng thời đã nuốt chửng luôn con đường vào khu sản xuất của 40 hộ dân ở thôn 4 xã Tân Cảnh, cô lập khu sản xuất của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến khâu vận chuyển nông sản vào mùa thu hoạch của gần 500 hectare cây công nghiệp, chủ yếu là cao su, cà phê, sắn, bời lời, cây ăn quả. Điều đáng nói ở đây là đập thủy lợi Đắc Rơn Ga xây dựng kéo dài cả chục năm nay vẫn chưa đâu vào đâu. Những hạng mục hoàn thành chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng, kênh mương hư hỏng nứt toát, bị rác thải chôn vùi. Tức là 4-5 năm nay rồi, công trình đập Đắc Rơn Ga xây dựng, nhưng mà thời gian nó kéo quá dài. Thì đến bây giờ thì chưa đưa vào sử dụng, nhưng mà tất cả những cái hệ thống kênh mương ấy, đấy là các anh nhìn thực tế, các anh thấy thôi là nó hỏng hết rồi, và nó tắc hết rồi, cho nên chúng tôi thấy là nó rất là bất cập. Thì chúng tôi cũng chưa được hưởng lợi gì về cái đập này. Được biết, trước khi có đập thủy lợi Đắc Rơn Ga, không có nguồn nước tưới, người dân hai xã Tân Cảnh Ngọc Tụ chủ yếu trồng cây mì cao sản và cao su. Từ khi có hồ chứa, một số ít hộ dân nơi đây đã dần chuyển đổi sang trồng cà phê cho nguồn lợi kinh tế cao hơn nhiều. Tuy nhiên, diện tích trồng cà phê chỉ tập trung xung quanh hồ chứa, vì bà con đặt trực tiếp máy bơm giang hồ lấy nước, chứ chưa có hệ thống kênh mương đến các vùng xa hơn. Theo quy định, tất cả những người tham gia giao thông đường thủy bắt buộc phải mặc áo phao. Đây là điều kiện giống như người tham gia giao thông đường bộ bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, việc chấp hành quy định này hiện nay vẫn còn ít được quan tâm. Chính điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông khi sử dụng phương tiện đường thủy. Theo ghi nhận tại các phương tiện đò bao tại huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau,
Trên các phương tiện lại không trang bị áo phao, phao cứu sinh cho hành khách. Điều đáng nói là trong tổng số hơn 50 người đi trên 4 phương tiện đò bao, có khoảng 50% số người không biết bơi. Chưa kể là phương tiện đi trên tuyến sông khá lớn, lại chở quá số người quy định. Nguy hiểm luôn, kinh gặp tại vì đi trên sông nước mà nếu như là không biết bơi thì rất là nguy hiểm. Gần phân nửa trên xe là không biết bơi, cho nên là vui thì rất là vui nhưng mà lo. Nghị định 132 của Chính phủ quy định mức phạt đối với lỗi vi phạm không mặc áo phao từ 100 đến 200 ngàn đồng lượt người vi phạm. Thế nhưng, người dân dường như vẫn lơ là với việc sử dụng hình thức bảo hộ này. Theo kết luận của ngành chức năng, nguyên nhân tử vong trong các vụ tai nạn giao thông đường thủy cao là do kẹt nước và không có áo phao. Vì vậy, đòi hỏi ngành chức năng phải thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm đối với lỗi vi phạm trên, qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn đường thủy hiệu quả hơn. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau gần một năm nghề biển gặp khó khăn do sự cố môi trường, chưa thể thống kê hết những thiệt hại, nhưng đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã chi trả bồi thường thiệt hại môi trường được gần 500 tỷ đồng. Vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng có thể nói nghề đánh bắt và khai thác thủy hải sản của người dân Quảng Trị đã bắt đầu phục hồi và hứa hẹn nhiều tín hiệu vui. Từ đầu năm 2017 đến nay, người dân các tỉnh Bắc miền Trung nói chung và Quảng Trị nói riêng thường xuyên gặp những vựa cá lớn như cá cơm, cá thu và cá nục trong khi đánh bắt ở ngư trường truyền thống. Chưa đã hết khó khăn, nhưng người dân các tỉnh miền Trung đã có được sự lạc quan sau mỗi chuyến biển. Tính đến tháng 3 năm 2017, sản lượng đánh bắt thủy hải sản của Quảng Trị ước đạt trên 5.000 tấn và khả năng tiêu thụ của thị trường đang dần ổn định. Có thể nói, đây là một trong những dấu hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu sản lượng 29.000 tấn trong năm 2017, đòi hỏi không chỉ có nỗ lực của ngư dân. Sở đã coi như là bằng một cách để mà làm được thế nào đó cho người dân hiểu được là coi như sản phẩm biển đã sạch. Cái thứ hai là coi như là động viên ngư dân đi biển và coi như là tìm nhiều chính sách để coi như là cho ngư dân đóng mới các tàu cá. Mà gần đây nhất là có quyết định theo quyết định 12 của Chính phủ thì coi như là sẽ đóng cho dân Quảng Trị 100 chiếc tàu mới với công suất từ 90 CV đến 400 CV và vật liệu là chủ yếu là bằng vỏ composite là chiếm 70%, vỏ gỗ chiếm 30%. Cái chương trình này tương tự như là cái chương trình của 67 đóng tàu xa bờ, nhưng mà có khác cái là coi như là ngư dân được coi như là hỗ trợ vay vốn và ngư dân chỉ trả 1% một năm. Những hỗ trợ kịp thời từ các chính sách của chính phủ và địa phương sau sự cố môi trường biển đã và đang phát huy hiệu quả, và tỉnh Quảng Trị cũng đang tiếp tục rà soát danh sách để tiếp tục chi trả bồi thường và hỗ trợ những thiệt hại do sự cố môi trường để ngư dân nhanh chóng khôi phục sản xuất. Trước tình trạng đường đèo Khánh Lê nằm trên tuyến đường từ Nha Trang đi Đà Lạt bị hư hỏng nặng, vừa qua, tỉnh Khánh Hòa đã cho tiến hành khẩn trương sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông trên ngọn đèo hiểm trở này. Sau những đợt mưa lũ vào cuối năm 2016 đã gây hư hỏng nặng con đường đèo Khánh Lê nằm trên tuyến Nha Trang đi Đà Lạt, khiến các loại phương tiện khi lưu thông trên ngọn đèo này đã gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm do phải liên tục né tránh các ổ gà ổ voi chi chít trên mặt đường. Vừa qua, để tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông trên ngọn đèo này, tỉnh Khánh Hòa đã cho tiến hành khẩn trương sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng từ chân đèo đến gần đỉnh đèo thuộc địa phận của Khánh Hòa với chiều dài gần 30 km. Việc thi công khắc phục hư hỏng của đoạn đường đèo trên được tỉnh giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý và xây dựng công trình miền Trung thuộc hạt quản lý quốc lộ 27C đảm nhận thi công. Khi đơn vị này đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để sớm mang lại sự an toàn cho các phương tiện khi lưu thông trên đèo, tạo thuận lợi cho tuyến đường du lịch và phát triển kinh tế của hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm thuộc thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ngày càng chứng tỏ là điểm đến hấp dẫn du khách. Đây được xem là một điển hình của việc khai thác bền vững tiềm năng du lịch, qua đó giúp cộng đồng dân cư bản địa nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo. Sau khi được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009, nhiều hộ gia đình sinh sống trong vùng lõi của Cù Lao Chàm, tức xã đảo Tân Hiệp, đã chuyển đổi ngành nghề từ đánh bắt hải sản sang phục vụ du lịch. Do đó, mức sống người dân được nâng cao đáng kể. Có dịch vụ homestay ở nhà trọ với thuyền chở đi thông quan. Cho khách đi bên đảo là một năm tôi thu vô cũng được vài chục triệu. Tuy chỉ có khoảng 600 hộ dân với 2.500 nhân khẩu, nhưng vài năm trở lại đây, xã đảo Tân Hiệp đều đón trên 400.000 lượt du khách mỗi năm. Chính quyền thành phố Hội An chủ trương không cho xây dựng khách sạn, resort bề thế tại đây, mà khuyến khích nhân dân địa phương mở dịch vụ homestay. Mà những cách làm du lịch chân chất, thân thiện và hòa hợp với thiên nhiên, thì chính những người ngư dân này đang góp phần gìn giữ, bảo tồn bền vững, đồng thời quảng bá những giá trị hiếm có của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm đến với du khách trong và ngoài nước.
Phụ nữ hút thuốc lá là câu chuyện nhức nhối và kéo dài dai dẳng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính vì thế, nhằm giúp chị em bỏ thói quen nhiều tác hại này, câu lạc bộ phụ nữ không hút thuốc lá đã ra đời. Hiện nay, phụ nữ ở đây đã bỏ được thuốc lá. Tại làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Miền Núi Vân Canh, vào mỗi buổi chiều, sau khi mọi người trở về nhà, các cán bộ phụ nữ lại tìm đến những chị em có thói quen hút thuốc lá. Thuốc lá có hại như thế nào? Ai sẽ bị ảnh hưởng? Tất cả đã được các cán bộ phụ nữ tuyên truyền đến từng gia đình. Trước đây là tôi có hút là 2 gói. Từ khi có thành lập cái câu lạc bộ là bỏ, biết tác hại cái việc hút thuốc nó ảnh hưởng cho sức khỏe. Sau đó là nó ảnh hưởng cho việc kinh tế gia đình. 90% phụ nữ các dân tộc thiểu số ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định từng hút thuốc. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tật cũng như đói nghèo. Một gói thuốc có giá ít nhất 10.000 đồng. Một phụ nữ bình quân mỗi ngày hút từ 1 tới 2 gói, nên số tiền mua thuốc cho một tháng là không ít. Nhằm giúp phụ nữ thay đổi thói quen này, phụ nữ huyện Vân Canh đã thành lập câu lạc bộ phụ nữ không hút thuốc lá. Đến nay, ở huyện Vân Canh đã thành lập được 5 câu lạc bộ phụ nữ không hút thuốc, thu hút hơn 456 thành viên tham gia sinh hoạt. Thay đổi rõ nhất là bây giờ chị phụ nữ đã từ bỏ được thuốc lá. Từ khi thành lập câu lạc bộ tới bây giờ, nói chung thì chị em cũng đã phải nói là bỏ 99%, một số ít những già họ thường xuyên ở trên rừng trên núi vậy thôi. Vì phụ nữ đã bỏ được thói quen hút thuốc lá, đang hướng tới vận động chồng bỏ hút thuốc, bởi chính bản thân họ nhận ra rằng bỏ thuốc cũng đồng nghĩa giảm bớt chi phí cũng như loại bỏ bớt bệnh tật do thuốc lá gây ra. Mô hình câu lạc bộ phụ nữ không hút thuốc lá đang được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định tiến tới nhân rộng ở nhiều vùng khác nhằm hướng tới mục tiêu phụ nữ dân tộc thiểu số trong tỉnh nói không với thuốc lá. Chuyển sang phần tin về an ninh trật tự, ngày 31 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa cho biết đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 1016M, thu giữ 600 gram ma túy tổng hợp, nhiều tài sản có giá trị, một cây súng bắn điện, dao lề mã tấu. Sau hơn một năm kiên trì đấu tranh, ngày 26 tháng 1, ban chuyên án 1016M đã bất ngờ ập vào bắt giữ đối tượng Phạm Mạnh Cường, 33 tuổi, cùng khu phố Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán. Khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ 600 gram ma túy đá, 91 viên ma túy tổng hợp, một cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy, một cây súng bắn điện và nhiều dao lê mã tấu khác. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Trần Kỳ Cường, 31 tuổi, ngụ ấp 5 xã Phú Vinh, huyện Định Quán, khi y đang bán ma túy cho con nghiện tại nhà. Đồng thời tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thiên Lâm, 25 tuổi, ngụ ấp 2 xã Giang Canh, huyện Định Quán về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Đây là hai cánh tay đắc lực trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Phạm Mạnh Cường cầm đầu. Chuyên án 1016 phá thành công đã góp phần đem lại sự bình yên cho nhân dân, kéo giảm tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Định Quán. Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ đối tượng Lê Quang Thuận, trú tại xã Dân Viên, huyện Nam Đàn về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Trước đó qua trinh sát nắm tình hình, công an xác định có một số đối tượng trên địa bàn thường xuyên thu mua bom từ các địa phương lân cận về tháo gỡ lấy thuốc nổ đem bán cho các đối tượng có nhu cầu để kiếm lợi bất chính. Vào tối 29 tháng 3, khi Lê Quang Thuận đang chuẩn bị đưa thuốc nổ đi tiêu thụ thì bị công an bắt quả tang. Tang vật thu được là một bao tải chứa chất nổ có trọng lượng 43,5 kg, một xe máy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt được đối tượng Trương Thị Nguyệt Hồng, trú tỉnh Kiên Giang, đang bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, năm 2011, Hồng tham gia chơi hụi tại Kiên Giang. Năm 2013, lợi dụng sự tin tưởng của người chơi, Hồng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng rồi trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 23 tháng 7 năm 2014, đối tượng Hồng bị Công an tỉnh Kiên Giang phát lệnh truy nã. Khi chuyển tới sinh sống tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Bình Dương, Trương Thị Nguyệt Hồng bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 30 tháng 3, Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Dương ở Xuân Hương, Lạng Giang, Bắc Giang để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, tại đường Nguyễn Duy Năng, phường Thọ Xuân, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên đi xe máy ngược chiều, làm anh Nguyễn Quang Quy ở phường Thọ Xuân tử vong. Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, đối tượng manh động, thủ sẵn hung khí trong người và đâm nạn nhân, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Sau hơn 2 giờ gây án, lực lượng chức năng xác định bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương. Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngày 30 tháng 3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1981, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, 12 năm tù giam về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2016,
Lê Đức Trắng ở xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát cho rằng Nam đã đổ xe ô tô cản trở giao thông, nên Trắng đã cãi giả và xô xát với Nam. Sợ xe ô tô bị đập phá, Nam định điều khiển xe đi nơi khác, nhưng bị Trắng cầm rựa chặn trước đầu xe. Sau vài lần nhấp thả thắng chân nhằm hù dọa để Trắng tránh đường nhưng không được, Nam đã điều khiển xe ô tô tiến thẳng về phía trước, đâm vào người Trắng, cuốn vào gầm xe, kéo lê khoảng 40 mét. Hậu quả nạn nhân bị chấn thương sọ não, đa chấn thương dẫn đến tử vong. Trong một vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ dùng để nói về ý thức chấp hành các loại biển báo cấm. Thưa quý vị, các loại biển cấm là nhằm mục đích định hướng hành vi xã hội. Thế nhưng hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt, hàng loạt biển cấm xuất hiện dù đã rất lâu, nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến và hầu như không phát huy tác dụng. Biển báo cấm rẽ trái này được lắp đặt tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ 3 tháng 2 từ đầu năm 2016. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá đông, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Vì vậy, thông tin về quy định mới đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông để đông đảo người dân được biết. Những tưởng người dân sẽ chấp hành nghiêm túc, thế nhưng sau một năm triển khai, nhiều người dân vẫn đi theo thói quen, mặc nhiên rẽ trái mà không quan tâm đến biển cấm. Có một số người thì tuân theo, còn một số người thì họ không để ý đến mấy cái biển báo cấm đấy. Tuyến đường Trần Quý Cáp tại thành phố Đà Lạt cũng nằm trong trường hợp tương tự. Dù đã phân định rõ làn đường ô tô và xe máy, thế nhưng mỗi khi vào giờ cao điểm, không ít người ngang nhiên đi vào làn đường dành cho ô tô để di chuyển được nhanh hơn. Nguyên nhân chính là thứ nhất là ý thức chấp hành pháp luật giao thông đường bộ của một số đối tượng tham gia giao thông là chưa nghiêm. Thứ hai nữa là cái chế tài của pháp luật về việc xử phạt này là chưa cao, chưa có đủ sức răn đe. Một nghịch lý là nơi nào cấm đậu xe thì trở thành bãi xe, cấm hợp chợ thì chợ vẫn đông đúc tấp nập. Và đôi khi lý do vi phạm của họ là biển báo khó thấy. Do biển báo khó thấy, do nó thường để ở trong những chỗ khuất tầm nhìn của mình. Việc chấp hành hệ thống biển báo là tùy thuộc vào ý thức của người dân. Một khi ý thức chấp hành chưa được nâng cao thì dù các cơ quan chức năng có tăng cường điều tiết, xử lý cũng khó có thể giải quyết. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Bốn học sinh tử vong do đuối nước thương tâm tại Gia Lai. Phú Yên cảnh báo bền dại mùa nắng nóng. Xuất khẩu gạo Việt Nam sang Trung Quốc tăng mạnh. Thay đổi cách nhìn về công nghệ sau thu hoạch nông sản.